Nhằm kịp thời chia sẻ động viên gia đình bị quả quạng, sáng nay đồng chí Đặng Thị Qua ray Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Long Xuyên cùng đoàn lãnh đạo của thành phố đã đến thăm và động viên chia sẻ với hộ gia đình anh Mai Nguyễn Dương, ngụ số 272 tổ 2, khóm Thới An A, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên bị thiệt hại do quả quạng. Thay mặt đoàn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Long Xuyên, Đặng Thị Qua Trây đã gửi lời thăm hỏi động viên gia đình anh Dương cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại, sớm ổn định cuộc sống. Trước tiên là trong dịp Tết này, nhằm chia sẻ với gia đình anh Dương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao 3 triệu đồng và đảng quỹ, ủy ban nhân dân phường Mỹ Thạnh cũng trao số tiền 2 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ là 25 triệu đồng giúp gia đình ông Mai Nguyễn Dương khắc phục hậu quả bước đầu, sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, khoảng 0 giờ 45 phút cùng ngày, trong lúc gia đình đang ngủ, anh Dương cầm vợ và đứa con 9 tháng tuổi đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn phía sau phòng ngủ. Anh Dương chạy ra phát hiện chiếc nệm cùng một số đồ vật khác đang bốc cháy. Anh Dương đã đưa vợ và con thoát ra khỏi đám cháy và tri hô. Lúc này, nhiều người dân xung quanh đã hỗ trợ dùng nước dập lửa và điện thoại trình báo công an phường Mỹ Thạnh, phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh An Giang. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy hoàn toàn, không lây lan các nhà lân cận. hậu quả cháy một phần nhà sau của căn nhà anh Dương ước tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng, rất ngoài không gây thiệt hại về người.